Truyền thông phòng khám cha tường thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, ngày nay, ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu người. Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ nano trong lĩnh vực y học, đang mở ra những hy vọng cho những bệnh nhân mới. Mới đây, phòng khám cha tường gửi thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã hoàn thành việc tái bản 1.000 quyển sách về ứng dụng công nghệ nano, thảo dược nano, trong hỗ trợ chữa ung thư. Được cho phép, các thầy thuốc ghi lại bởi cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Đây là một sự kiện không chỉ mang ý nghĩa lớn đối với cộng đồng y học, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân và nguyện vọng tiếp nối công trình của cố linh mục. Cuốn sách không chỉ là một tài liệu nghiên cứu, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm ánh sáng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Việc tái bản 1.000 quyển sách này không chỉ nhằm phổ biến kiến thức, mà còn là để tri ân công lao của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Cuốn sách tập trung vào việc ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano trong việc chiết xuất và chế biến thảo dược, từ đó tạo ra những sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả hơn. Các nghiên cứu trong quyển sách cung cấp cái nhìn sâu sắc và cách mà công nghệ này có thể cải thiện khả năng hấp thụ và tác dụng của các hoạt chất từ thảo dược, từ đó nâng cao chất lượng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư. Phòng khám cha tường gửi thương cho không, các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết sẽ tiếp tục thực hiện những dự án ý nghĩa như thế này, nhằm mang lại những kiến thức và phương pháp chữa trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư. Việc tái bản sách không chỉ giúp lưu trữ giá trị của công trình, mà còn mở ra cơ hội cho nhiều người tìm hiểu và áp dụng phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn muộn đạt hiệu quả hơn. Việc tái bản 1.000 quyển sách về ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ chữa trị ung thư là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân và sự tiếp nối của thế hệ hôm nay đối với những giá trị mà cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã để lại. Hy vọng rằng những cuốn sách này sẽ trở thành nguồn tài liệu quý giá, góp phần nâng cao sức khỏe và niềm hy vọng cho những người trong cuộc chiến chống lại ung thư. Xin trân trọng. Dạ, con xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thì hôm nay con rất là vui mừng khi được cầm trên tay cái quyển sách tái bản của cuốn sách công nghệ, ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường. Đây là quyển sách được tái bản mới nhất và đã được tái bản 1.000 quyển. Thì đây là số sách mà con mới vừa nhận được hồi sáng. Bởi vì cha cũng như là các thầy mong muốn làm sao để giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư có cơ hội áp dụng cái phương pháp ăn uống cho hợp lý, hợp với khoa học, giúp cho những cái bệnh tình của mình được cải thiện tốt hơn, cũng như là tăng cái sức đề kháng của cơ thể lên và giảm bớt đi cái mức độ tiến triển của bệnh. Thì cha mới nghiên cứu cái công nghệ cháo nano, thảo dược nano. Đây là cái tên gọi mà cha đặt cho phương pháp của mình. Cha nghiên cứu công trình này 20 năm và trong thời gian đó cha dạy dỗ cho các thầy thuốc chúng con và cha cho phép tụi con ghi chép những cái hoạt động của cha cũng như là toàn bộ những cái phương pháp về cái cách ăn uống này. Thì tụi con đã dành thời gian ở bên cạnh cha cũng như là ghi chép cẩn thận những việc cha đã nghiên cứu, cha đã dạy dỗ và cha đã làm để mang đến cho mọi người hiểu hơn về cái phương pháp này. Biết đâu được, có khi mình lại cần dùng đến cái phương pháp này. Bởi vì trên thực tế đó là không phải có nhiều bệnh nhân ung thư khi mà mình mắc bệnh ung thư là mình đều xạ trị hóa trị được đâu. Có những trường hợp
các ông bà lớn tuổi không thể nào vô thuốc được, không có vô quá xạ trị được, thì có thể đi về kiếm thuốc nam. Hoặc là những bệnh nhân đã vào quá chất rồi mà bác sĩ từ chối không tiếp tục điều trị nữa, bởi vì không đáp ứng cái thuốc quá chất. Hoặc là những bệnh nhân mà không có kinh phí để theo đuổi cái vấn đề điều trị lâu dài thì cha mới áp dụng cái phương pháp này cho bệnh nhân. Cho nên là tụi con mong muốn làm sao nhiều người được biết đến cái phương pháp này. Có khi cần thiết trong cái cuộc sống, có những người thân của mình mắc phải căn bệnh này mà không có điều kiện để đi điều trị tây y, thì có thể áp dụng cái phương pháp này ăn uống để cải thiện được sức khỏe của mình. Đó là mục đích mà cha đã mong muốn như vậy. Thì khi cha mất, tụi con quyết tâm làm sao để tái bản được quyển sách này, để mang đến cho nhiều người hơn nữa biết được cái phương pháp này. Thì trên đây là con có tổng cộng là có 30 thùng. Thì ở ngoài Hà Nội đó là chị Nguyễn Trang Nhung đã gửi vào. Chị Nguyễn Trang Nhung trước đây là được cha rất là ưu ái, cũng như là chị là một trong những thành viên của phòng khám mà được gọi là cha, có cha gọi một cái từ rất là chiều mến là con nuôi của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Là mình hiểu được là cái sự thân thiết và gắn bó của chị Nguyễn Trang Nhung đối với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường như thế nào trong cái vấn đề ghi chép đồng hành cùng với các thầy. Thì đây là trước mặt mọi người, đó là cái bản gốc, cái bản đầu tiên được xuất bản vào năm 2020. Đây, đây là bản gốc nha, do nhà xuất bản Hồng Đức đã xuất bản 1.000 quyển năm 2020, và chủ biên là bác Nguyễn Cao Thâm. Biên soạn gồm có thầy Võ Duy Tiến, Nguyễn Trang Nhung cùng các thầy, và do công ty cổ phần sáng tạo IQ đã thực hiện quyển sách này. 1.000 quyển đó thì cha và các thầy đã phân phối đi hết rồi, cho nên là tụi con mới phải tái bản lại cái quyển sách này một lần nữa. Đây là quyển đã được tái bản, đó, nhà xuất bản Đồng Nai. Có một chút thay đổi so với cái bản gốc ban đầu, là ban đầu là nhà xuất bản Hồng Đức, nhưng mà lần tái bản này chúng con chọn là nhà xuất bản Đồng Nai để tái bản quyển sách. Có nhiều người thắc mắc hỏi chúng con là cái quyển sách này là do cha viết hay là do các thầy viết. Thì tụi con cũng xin thưa là quyển sách này do các thầy thuốc biên soạn. Cha đã cho phép chúng con học hỏi cũng như là ghi chép lại tất cả những cái công trình của cha, cũng như là đời sống của cha, cũng như là cái phương pháp cháo nano, thảo dược nano này vào trong quyển sách, và cha phân phối đi khắp nơi cho mọi người. Thì khi cha mất thì đây là bản quyền thuộc về các thầy thuốc học trò của cha Tường, cho nên là tụi con mong muốn góp phần giúp cho mọi người hiểu được cái phương pháp này. Thì nó có khác biệt, thứ nhất là về cái nơi xuất bản, là cái bản đầu là của nhà xuất bản Hồng Đức, và lần tái bản này là nhà xuất bản Đồng Nai. Và cái khác biệt thứ hai là ở trong cái quyển sách ban đầu á, nó sẽ có là 190 trang. Đây, tính từ trang đầu tới trang mục lục cuối cùng là 190 trang. Nó bao gồm 7 chương. Chương 1 là lý thuyết công nghệ, chương 2 là cơ sở vật chất phục vụ chữa bệnh ung thư của trung tâm, chương 3 là ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị ung thư, chương thứ 4 là các cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm giới thiệu công nghệ cháo nano, thảo dược nano của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường, chương 5 ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn và các bệnh nhân về công nghệ cháo nano,
thảo dược nano. Chương thứ 6 là trên những nẻo đường, là những giống như bắt đầu đến những kỷ yếu, kỷ yếu. Chương thứ 7 là kỷ yếu trung tâm khoa học chăm sóc sức khỏe tỉnh Trà Vinh. Đó là 7 chương của cái sách gốc. Và trong lần tái bản này thì cái số trang nó được nhiều hơn, vì nó có thêm cái phần chương thứ 8 nữa. Đây, cái số trang này bắt đầu từ trang đầu cho tới trang cuối cùng là tới một lục, đó là 219 trang. Ban đầu là 190 trang thì lên 219 trang là lên được 29 trang so với cái bản gốc ban đầu. 29 trang này là lý do là có thêm một cái chương thứ 8 so với cái bản đầu tiên là có 7 chương thôi. Còn cái chương, cái quyển sách mà tái bản thì có thêm cái chương thứ 8. Đó là tiếp nối hành trình của nhà khoa học linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường. Thì trong cái chương này là bắt đầu là từ lúc mà sau khi cha Phêrô đã qua đời và các thầy thuốc vẫn tiếp tục cái công việc chăm sóc sức khỏe và phòng khám hoạt động, cũng như là tiếp tục hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân. Thì từ sau khi cha mất thì cái chương thứ 8 tụi con ghi chép lại những công việc sau đó để cho mọi người hiểu là khi cha nằm xuống, cha đã gửi gắm chúng con những điều gì và chúng con phải thực hiện những điều gì, định hướng như thế nào, giúp đỡ những bệnh nhân trong thời gian sắp tới ra sao. Đó là nội dung của chương thứ 8 mà con muốn gửi gắm tới mọi người trong cái chương này. Đó là như vậy. Hôm vừa rồi đó là cái ngày lễ ra phòng khám của các bệnh nhân, ngày 24 tháng 9. Thì hôm đó là nhà xuất bản ở Đồng Nai đã gửi cho chúng con là 50 quyển trước, bởi vì gấp quá, mọi người đồng hành cùng nhau làm việc nỗ lực cho kịp tiến độ để cho bệnh nhân ra phòng khám cũng như là sớm có được cái quyển sách đó. Thì các cô chú ở nhà xuất bản đã in trước cho tụi con, cũng như là gửi 50 quyển vô trước để tụi con có thể sử dụng và dành tặng nó cho các bệnh nhân ra phòng khám đợt vừa rồi. Còn hiện tại thì số lượng số sách còn lại là 950 quyển, thì ngày hôm nay đã về tới phòng khám. Thì có một điều con cũng hơi lo sợ, đó là trời mưa. Con không biết là cái quá trình mà vận chuyển từ bên ngoài vào có nó có bị trục trặc gì hay không. Tại vì sách mà lỡ như nhiều khi nó mắc mưa thì nó sẽ hư cái sách của mình. Nhưng mà bên đội ngũ vận chuyển cũng như là các anh em vận chuyển vô, mọi người tích cực nhanh chóng. Thì vừa vô tới đây xong thì cơn mưa ập tới, cho nên là cũng tạ ơn Chúa là số sách này nó hoàn toàn là không có bị ướt. Đó là cái điều mà con vui mừng. Sáng giờ con nhận được cái quyển sách trên tay, con nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cầm cái quyển sách này. Tại vì thật ra không phải là cha không viết được, mà là cha không có thời gian để viết. Tại vì cái thời gian của cha để nghiên cứu, để dành hết tất cả những cái gì tốt nhất dành cho bệnh nhân ung thư trên cái việc làm của cha, trên những cái điều mà cha thực hành. Cho nên là cha không có thời gian để cha ngồi cha viết. Bởi vì ban ngày cha phải ra ruộng, cha cày cuốc, rồi ban đêm cha vào, cha phải nghiên cứu cái này cái kia, và cha phải trao đổi với nhiều người để làm sao một kết nối nhiều người để giúp cho các bệnh nhân ung thư. Đó, cho nên là cha không còn thời gian để cha làm điều đó, nên cha mới cho phép tụi con biên soạn lại nội dung này. Thì khi mà cha nhận được cái quyển sách này từ Hà Nội về cái năm 2020 á, thì cha rất là vui mừng. Trong những ngày đó là cha và tụi con cũng không ngủ được, vì cảm giác quá xúc động. Xúc động ở chỗ là cái thành quả của mình, thành quả của cha đã nghiên cứu 20 năm, thành quả của tụi con là lần đầu tiên
biên soạn được một quyển sách mà chứa đựng những cái nội dung vô cùng giá trị, mà nó là vô giá đối với tất cả mọi người. Bởi vì khi chúng ta cần tới cái phương pháp này giống như cái phao vậy đó, thì mình sẽ thấy cái giá trị của cái phương pháp này nó như thế nào. Cho nên là cái quyển sách này nó rất là ý nghĩa đối với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cũng như là các thầy thuốc ở đây. Nó là cái, nó mang cái giá trị tinh thần rất là lớn. Ở cái quyển sách á, thì phía sau lưng á, là sách không bán, có nghĩa là khi tới phòng khám này thì mọi thứ đều được yêu thương và cho không. Nhưng mà cái số 1.000 quyển này nè, thì con sẽ khui ra và kiểm tra cái chất lượng xong, con sẽ ký tặng, cũng như là các thầy thuốc ở đây sẽ xác nhận cái quyển sách đó, rồi sẽ trao lại cho người nào xứng đáng. Tại vì nếu như đem ra mà phân phát đại trà cho mọi người thì chắc sớm có lẽ là sẽ hết ngay lập tức. Cho nên là có nhiều người trân trọng quyển sách, nhưng cũng có nhiều người là không trân trọng bằng. Thì con mong muốn, tất cả thầy thuốc ở đây đều mong muốn là cái quyển sách này sẽ tới tay được những cô bác mà có cái lòng ao ước, mong muốn và trân trọng cái thành quả này. Dạ, cho nên là 1.000 quyển này thì trong thời gian sắp tới con sẽ tìm chủ nhân sở hữu 1.000 quyển này. Dạ, con cũng mong muốn rằng làm sao cho khi mỗi quyển sách tới tay của quý vị nào, cô bác nào, thì xin hãy trân quý nó. Bởi vì đây là mồ hôi, nước mắt và công sức của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu. Nhưng mà hơn ai hết nữa, tụi con hiểu, để mà nghiên cứu được một cái công trình này, không phải chỉ mình cha, mà là trước cha là có các bậc tiền bối, là những người đã đặt nền tảng cho cái phương pháp này. Ví dụ như vị cha nuôi của cha là giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch, là nhà địa chất học của Việt Nam. Thì ngài giáo sư đã nghiên cứu về địa chất, nhưng mà ngài rất là am hiểu, được cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ví như là cái quyển từ điển sống vậy đó. Cứ hỏi một cái chủ đề nào thì giáo sư Trần Kim Thạch cũng đáp, giải đáp cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường một cách thông đáo nhất, thấu đáo nhất. Thì từ chỗ là vị giáo sư này cũng thu thập những kiến thức từ các vị tiền bối trước đó nữa, để kế thừa cái công trình nghiên cứu của những bậc tiền bối, mới hình thành nên cái quyển sách ngày mà tụi con cầm trên tay đây. Cho nên cái uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đó là cái câu ca dao tục ngữ mà dân gian Việt Nam mình rất là tâm đắc. Thì tụi con cũng mong muốn quyển sách này tới tay của quý ông bà cô chú mà trân quý nó. Con rất là vui mừng ngày hôm nay muốn chia sẻ đôi lời với tất cả mọi người. Thì bây giờ con sẽ khui ra cho mọi người thấy cái sách ở bên trong của cái thùng này như thế nào. Thì con sẽ khui mẫu một thùng, tại những thùng kia con sẽ để y nguyên như vậy. Thì khi nào mình dùng tới đâu, mình cho tới đâu thì mình sẽ khui tới đó. Tụi con không dám khui trước, bởi vì để ra ngoài thì có khi bụi, rồi có khi nó bị sách nó bị mọt hay này kia nọ, thì nó cũng mau, rất là mau cũ. Cho nên là con sẽ khui mẫu trước một thùng, và con sẽ gửi trước tiên là đến những bệnh nhân đã hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị. Tại vì những bệnh nhân mà hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị chính là những người đã lắng nghe, đã thực hành, làm đúng theo phương pháp của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, là những người trân quý cái quyển sách đó. Cho nên là con sẽ khui mẫu trước một thùng nha.
Do cái thiện hàng á, nó nằm chung với một số các loại hàng hóa khác, cho nên cái vỏ ngoài nó hơi dơ một chút, nhưng mà không sao, bên trong sách nó vẫn còn nguyên vẹn. Dạ. Đây là cái bộ sách mới vừa được in. Mỗi quyển sách nó đều có đó, mọi người có thể nhìn thấy đây là cái quyển sách thành quả mà cha đã nghiên cứu và các thầy thuốc ghi chép lại. Một lần nữa thì con cũng xin được cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành để phòng khám có được cái cơ sở vật chất ổn định và khang trang giống như ngày hôm nay, để phục vụ tốt cho tất cả quý bệnh nhân. Và con cũng xin cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chúng con có thể tái bản được cái quyển sách ngày hôm nay mà con đang cầm trên tay. Con rất là trân quý cái quyển sách này. Con cũng mong muốn đem đến cho tất cả mọi người những điều tốt nhất. Con xin được chân thành biết ơn. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi
con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi cha dặn do báo người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để
vào Thiên Chúa sẵn ngồi. Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim,
thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.